Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức cơ bản địa lý 12, ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đề số 1. Câu 1. Việt Nam có đường biên giới cả trên đất liền và trên biển với nước nào sau đây? A. Trung Quốc, Lào, Campuchia. B. Lào, Campuchia. C. Thái Lan, Campuchia. D. Trung Quốc, Campuchia. Chọn đáp án D. Trung Quốc, Campuchia. Câu 2. Để thể hiện tốc độ tăng trưởng của nhiều đối tượng địa lý kinh tế xã hội thì biểu đồ thích hợp nhất là A. Biểu đồ cột, B. Biểu đồ miền, C. Biểu đồ đường, D. Biểu đồ tròn. Chọn đáp án C. Biểu đồ đường. Câu 3. Việt Nam vừa gắn với lục địa vừa thông ra đại dương nào? A. Gắn với lục địa Á, Âu và thông ra Đại Tây Dương. B. Gắn với một phần lục địa Phi, thông ra Thái Bình Dương. C. Gắn với lục địa Á, Âu và thông ra Ấn Độ Dương. D. Gắn với lục địa Á, Âu thông ra Thái Bình Dương. Chọn đáp án D. Gắn với lục địa Á, Âu thông ra Thái Bình Dương. Câu 4. Biên độ nhiệt năm ở phía Bắc cao hơn ở phía Nam vì phía Bắc A. Gần chí tuyến, B. Gần chí tuyến, có một mùa đông lạnh, C. Có một mùa đông lạnh, D. Có một mùa hạ có gió phơn Tây Nam. Chọn đáp án C. Có một mùa đông lạnh. Câu 5. Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của sông ngòi duyên hải miền Trung? A. Lòng sông cạn và nhiều cồn cát, B. Chế độ nước thất thường, C. Dòng sông ngắn và dốc, D. Lũ lên, xuống chậm và kéo dài. Chọn đáp án D. Lũ lên, xuống chậm và kéo dài. Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và mưa vào tháng X cho Trung Bộ là A. Gió Đông Bắc, B. Gió Đông Bắc cùng với giải hội tụ nhiệt đới, C. Gió Tây Nam, D. Gió Tây Nam cùng với giải hội tụ nhiệt đới. Chọn đáp án D. Gió Tây Nam cùng với giải hội tụ nhiệt đới. Câu 7. Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa không có loại rừng nào sau đây? A. Rừng tràm trên đất phèn, B. Rừng thường xanh trên đá vôi, C. Rừng lá kim trên đất ferrite đỏ vàng, D. Rừng ngập mặn trên đất mặn ven biển. Chọn đáp án C. Rừng lá kim trên đất ferrite đỏ vàng. Câu 8. Phần lớn dân cư thuộc nhóm ngữ hệ Nam đảo tập trung ở vùng Atlas trang 16. A. Tây Nguyên, B. Duyên hải Nam Trung Bộ, C. Đông Nam Bộ, D. Đồng bằng sông Cửu Long. Chọn đáp án A. Tây Nguyên. Câu 9. Điểm giống nhau của địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là A. Đồi núi thấp chiếm ưu thế, B. Có nhiều sơn nguyên, cao nguyên rộng lớn, C. Có nhiều khối núi cao đồ sộ, D. Nghiêng theo hướng Tây Bắc, Đông Nam. Chọn đáp án D. Nghiêng theo hướng Tây Bắc, Đông Nam. Câu 10. Độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn miền Nam vì A. Miền Nam ảnh hưởng gió mùa Tây Nam và vĩ độ thấp hơn, B. Miền Bắc có nền nhiệt thấp hơn miền Nam, C. Miền Bắc có nền nhiệt cao hơn miền Nam, D. Miền Nam ảnh hưởng gió mùa Tây Nam và vĩ độ cao hơn. Chọn đáp án B. Miền Bắc có nền nhiệt thấp hơn miền Nam. Câu 11. Phát biểu nào không đúng khi nói về đai ôn đới gió mùa trên núi? A. Mưa nhiều độ ẩm tăng, B. Có tính chất khí hậu ôn đới, C. Quanh năm nhiệt độ dưới 15 độ C, D. Nhiệt độ mùa đông dưới 5 độ C. Chọn đáp án A. Mưa nhiều độ ẩm tăng. Câu 12. Căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 10, hãy cho biết thung lũng sông có hướng vòng cung theo hướng núi là A. Sông Chu, B. Sông Cầu, C. Sông Mã, D. Sông Đà. Chọn đáp án B. Sông Cầu. Câu 13. Hai bể dầu lớn nhất ở thềm lục địa nước ta là A. Bể Cửu Long, bể sông Hồng, B. Bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long, C. Bể sông Hồng và bể Trung Bộ, D. Bể Thổ Chu, Mã Lai. Chọn đáp án B. Bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long. Câu 14. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ không có đặc điểm nào sau đây? A. Có các thung lũng sông theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, B. Địa hình cao, các dãy núi xen kẽ, giải đồng bằng thu hẹp, C. Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc giảm, tính chất nhiệt đới tăng, D. Khí hậu cận xích đạo gió mùa, có hai mùa rõ rệt khô và mưa. Chọn đáp án D. Khí hậu cận xích đạo gió mùa, có hai mùa rõ rệt khô và mưa. Câu 15. Theo Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 thì vùng đặc quyền kinh tế của nước ta rộng 200 hải lý được tính từ A. Đường cơ sở trở ra, B. Giới hạn ngoài của vùng lãnh hải trở ra,
C. Vùng có độ sâu 200m. D. Ngấn nước thấp nhất của thủy triều trở ra. Chọn đáp án A. Đường cơ sở trở ra. Câu 16. Sự khác biệt rõ rệt giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là A. Sự tác động của con người. B. Giá trị về kinh tế. C. Độ cao và hướng núi. D. Hướng nghiêng. Chọn đáp án C. Độ cao và hướng núi. Câu 17. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 9, hãy cho biết lượng mưa cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh là vào tháng mấy? A. Tháng 3. B. Tháng 5. C. Tháng 6. D. Tháng 9. Chọn đáp án D. Tháng 9. Câu 18. Thiên nhiên vùng núi nào sau đây mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa? A. Vùng núi Trường Sơn. B. Vùng núi thấp Tây Bắc. C. Vùng núi cao Tây Bắc. D. Vùng núi Đông Bắc. Chọn đáp án D. Vùng núi Đông Bắc. Câu 19. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 11, hãy cho biết loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. A. Đất phèn. B. Đất xám. C. Đất phù sa sông. D. Đất mặn. Chọn đáp án A. Đất phèn. Câu 20. Sự khác nhau về thiên nhiên giữa vùng núi Đông Tây chủ yếu là do A. Kinh tuyến. B. Gió mùa Đông Bắc. C. Độ cao của núi và sự hoạt động của gió mùa. D. Tác động của gió mùa và hướng của các dãy núi. Chọn đáp án D. Tác động của gió mùa và hướng của các dãy núi. Câu 21. Rừng ngập mặn ven biển ở nước ta phát triển mạnh nhất ở A. Nam Trung Bộ. B. Bắc Trung Bộ. C. Bắc Bộ. D. Nam Bộ. Chọn đáp án D. Nam Bộ. Câu 22. Căn cứ vào Atlas trang 10, hãy cho biết con sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta. A. Sông Thái Bình. B. Sông Đồng Nai. C. Sông Hồng. D. Sông Mekong. Chọn đáp án C. Sông Hồng. Câu 23. Dãy Hoàng Liên Sơn nằm giữa hai con sông lớn nào sau đây? A. Sông Hồng với sông Chảy. B. Sông Đà với sông Lô. C. Sông Đà và sông Mã. D. Sông Hồng và sông Đà. Chọn đáp án D. Sông Hồng và sông Đà. Câu 24. Tác động của gió mùa Đông Bắc mạnh nhất diễn ra ở A. Tây Nguyên. B. Bắc Trung Bộ. C. Tây Bắc. D. Đông Bắc. Chọn đáp án D. Đông Bắc. Câu 25. Khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc không có đặc điểm nào sau đây? A. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn. B. Có 2 đến 3 tháng nhiệt độ dưới 18 độ C. C. Biên độ nhiệt năm thấp, có mùa đông lạnh. D. Nhiệt độ trung bình năm trên 20 độ C. Chọn đáp án C. Biên độ nhiệt năm thấp, có mùa đông lạnh. Câu 26. Điểm khác chủ yếu của đồng bằng sông Hồng so với đồng bằng sông Cửu Long là A. Địa hình bị chia cắt thành nhiều ô. B. Diện tích rộng hơn đồng bằng sông Cửu Long. C. Thủy triều xâm nhập đồng bằng về mùa cạn. D. Hệ thống kênh rạch chằng chịt. Chọn đáp án A. Địa hình bị chia cắt thành nhiều ô. Câu 27. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là A. Rừng cận xích đạo gió mùa. B. Rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. C. Rừng xích đạo gió mùa. D. Rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. Chọn đáp án B. Rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. Câu 28. So với các nước cùng một vĩ độ, nước ta có nhiều lợi thế hơn hẳn về A. Trồng được lúa, ngô, khoai. B. Phát triển cây cà phê, cao su. C. Trồng các loại cây lương thực và cây công nghiệp nhiệt đới. D. Trồng được nho, cam, ô liu, chà là, thuốc lá như Tây Á. Chọn đáp án C. Trồng các loại cây lương thực và cây công nghiệp nhiệt đới. Câu 29. Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc thấp vào mùa đông so với miền Nam vì A. Miền Bắc có nhiều núi cao. B. Miền Bắc nằm xa xích đạo nên lạnh. C. Miền Bắc hay có tuyết rơi. D. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh. Chọn đáp án D. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh. Câu 30. Khu vực có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển của nước ta là A. Vịnh Bắc Bộ. B. Duyên Hải Nam Trung Bộ. C. Bắc Trung Bộ. D. Vịnh Thái Lan. Chọn đáp án B. Duyên Hải Nam Trung Bộ. Câu 31. Vai trò quan trọng của Biển Đông đối với khí hậu Việt Nam là A. Làm tăng tính nóng bức trong mùa hè. B. Làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết. C. Làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc. D. Gây phơn cho nhiều vùng núi nước ta. Chọn đáp án B. Làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết. Câu 32. Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc là A. Đới rừng nhiệt đới. B. Đới rừng xích đạo. C. Đới rừng nhiệt đới gió mùa. D. Đới rừng gió mùa cận xích đạo.
Chọn đáp án C, đới rừng nhiệt đới gió mùa. Câu 33, nét nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là: A, có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc, Đông Nam. B, có địa hình cao nhất cả nước. C, gồm các dãy núi song song và so le. D, địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích. Chọn đáp án D, địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích. Câu 34, gió phơn Tây Nam chủ yếu hoạt động ở khu vực nào sau đây? A, Bắc Trung Bộ và phần Nam của Tây Bắc. B, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. C, đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. D, duyên hải Nam Trung Bộ. Chọn đáp án A, Bắc Trung Bộ và phần Nam của Tây Bắc. Câu 35, đặc điểm nào sau đây không phải của đồng bằng ven biển miền Trung? A, chỉ có một số đồng bằng được mở rộng. B, bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. C, được hình thành do các sông bồi đắp. D, hẹp ngang, được chia thành 3 dải. Chọn đáp án C, được hình thành do các sông bồi đắp. Câu 36, căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta vừa giáp với Lào vừa giáp với Trung Quốc? A, Điện Biên. B, Nghệ An. C, Hòa Bình. D, Sơn La. Chọn đáp án A, Điện Biên. Câu 37, căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 12, hãy cho biết loại rừng nào chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta? A, rừng che nứa. B, rừng kín thường xanh. C, rừng trồng. D, rừng trên núi đá vôi. Chọn đáp án B, rừng kín thường xanh. Câu 38, cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là: A, hệ sinh thái rừng nhiệt đới khô lá rộng và savan, bụi gai nhiệt đới. B, hệ sinh thái rừng rậm thường xanh quanh năm. C, hệ sinh thái rừng ngập mặn cho năng suất sinh học cao. D, hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất Ferrite. Chọn đáp án D, hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất Ferrite. Câu 39, vùng đất ngoài đê ở đồng bằng sông Hồng là nơi: A, thường xuyên được bồi đắp phù sa. B, có nhiều ô trũng ngập nước. C, không được bồi đắp phù sa hàng năm. D, được canh tác nhiều nhất. Chọn đáp án A, thường xuyên được bồi đắp phù sa hàng năm. Câu 40, vùng núi Tây Bắc nằm giữa hai hệ thống sông lớn là: A, sông Hồng và sông Cả. B, sông Cả và sông Mã. C, sông Hồng và sông Mã. D, sông Đà và sông Lô. Chọn đáp án A, sông Hồng và sông Cả. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới ủng hộ mình. Mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.